Nóng hổi nhỉ, hôm vừa ra này nóng hổi luôn. Đây là nhìn. Ờ, món rượu mận này nhìn ngon chưa? Ngon nhỉ? Đây này, rồi này. Hai vợ chồng thôi. Đây, các bạn nhé, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở quán thịt chó. Thì hôm nay là cuối tháng rồi, thì mọi người các bạn nhìn thấy không? Đến đây mua rất là đông luôn. Ở đây thì có đầy đủ các loại món cho các bạn đến đây để thưởng thức. Rất là ngon và nóng hổi. Đây chị hấp bằng riềng. Đây chị chủ chị còn vừa mới cho chân ra. 80.000. Hấp đây là mận ạ. Chân rồi, rất là ngon rồi. Bên này là rồi này, nóng hổi. Đây rượu mận đây, ngon chưa? Thoải mái cho lóng bóng luôn. Lấy bao nhiêu tiền? 50, 100 hay bao nhiêu hả chị? Ô, lấy 70 đi. 70. 100 cho dễ ăn. Một là 50, hai là 100. Nó dễ. Chị Nguyên chào em không? Rượu mận này mọi người vẫn mua nhiều để ăn. Là cân cho đúng thủ tục thôi, chứ còn múc cho bên sĩ là gần chi chát rồi. Thường xuyên múc rồi. Thịt luộc, thịt hấp, thịt hấp, thịt hấp, thịt hấp. Đây, bao nhiêu à? Để bán cho ai xong đi, để cho em dễ tính tiền. 60 em cảo em được không chị ơi? Giá 60 em cảo em được không ạ? Vâng, cũng được ạ. Anh ăn như nào? Cho mấy cái này nó rồi. Bây giờ ra ngoài đây. Hơi dai phải không chị? Hả? Cái này có vẻ hơi dai phải không? Vâng. Đưa lo, đưa lo. Ít rồi nữa. Không phải ít rồi đâu, cả gan nữa chứ. Bao nhiêu ạ? Vâng, nhà mình vẫn như thế à? Đây con lấy cho. 150 một cân chị ơi. À không, lấy cho em ít mấy lạng thôi chị ạ. Chị lấy vào cho đủ 200 nhé. Vâng. 50 đó. 80.000 cây trả tiền luôn. Đây chứ. Cái này này, nó là 60. Cho em ít gan, chị không có gan ạ.
Anh chuyển khoản cái nhá. Rồi rồi, cứ chuyển khoản đi. Vâng vâng. Chưa tinh tinh nhưng mà cái đấy giống của em nhìn thấy đúng rồi. Vâng. Lấy qua 100 đây nhỉ? 100 của phòng nào nhỉ? Đây. Không phải của nhà này mà. Nguyên cái này thôi nhỉ. Đây được. Đã xong được này. 30 rồi. Vâng. Đây. Tổng hợp như thế nào nhỉ? Không, không. Muốn sao chưa? Ông muốn một con, muốn cho con một túi 50 bạc trước để cho nhà chị này, cho xong nhà chị. Bao nhiêu? Một túi 50, xong rồi một túi 60. Cơm na trong nước rồi. Em mình ăn 60 mật. 60 rồi. Đây cho 50k rồi đấy, chị cần đây. 60 đúng không? Đó. Đây 60. Tổng hợp mang về nhé. Rồi 60 qua đây. Lấy cái gì nó? Muốn kêu cháu rồi. Lấy cho chị đây. Chị chắc là mang cái kia dỗi chị cho ra xem nhé.
Ông đưa ra đây thôi. Đấy là con Hà. Con chị lên, con chị mà. Con liền răng kia cơ mà. Nó về nó bảo là nhưng mà có khu vực đến nhau là bị kiếm răng như kỹ. Thế là bà nó sợ thôi, bà nó mày ra mà không chạy. Bà mồm để chú xem chú lấy cái kiểm cái tập mồm Hà này giống như rồi. Nó lúc này rồi đấy, ông già rỡ đấy, để nó già rỡ rồi. Để cho nó nhúc một tí rồi. Nhúc nó sợ nó lại rồi đấy. Nó bảo là nó sợ máu, nó sợ máu. Em muốn cho kiếm tê và rút ra được nguồn này. Bất sợ thế là mọc đội nhá. Hơi lúc này lại bảo đi rồi. Lần thứ hai đấy, thì nó sợ mọc đội lắm. Này 220 vậy. 220 thì của chuyển khoản đấy. Được rồi. Hả? Được rồi. Đứng ở đấy quay cho các bạn xem rồi. Cuối tháng các bạn biết nhá, rất là đông người đứng đợi xếp hàng. Nhưng mà đợi khá là lâu mới được đến lượt các bạn nhá. Đây, các bạn bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn nhá. Quán của chị đây là món thịt chó hấp này, các bạn nhìn thấy không? Những miếng thịt rất là ngon. Hôm nay thì mình đứng hơi lâu nên là mất cái miếng thịt ba chỉ rồi, giờ nó chỉ còn cái miếng thịt này thôi. Chỗ này như là chỗ vai á. Chấm mắm tôm đây. Ở đây thì chị chuẩn bị cho đầy đủ hết mọi thứ, về chỉ có thế mà ăn thôi. Hôm nay chị làm rồi khấu đuôi chó ấy. Rồi khấu đuôi nó sẽ to hơn. Bạn có thể nhìn thấy đây, bên trong đây. Chị làm rất nhiều thứ nhồi vào trong này. Đấy, nhìn ngon chưa? Rồi khấu đuôi thì tuyệt vời rồi. Mình hay thích ăn bún với rượu mận. Có người thì thích ăn canh măng. Mình ăn thích ăn kiểu bún chan nước rượu mận thôi, không phải là chan nước canh măng. Chan một chút thôi các bạn nhé, không nhiều lắm. Cái rượu mận làm nó cũng đã là mặn rồi. Chúng ta chan nhiều thì nó sẽ làm cho nó sẽ mặn. Và chúng ta chấm một miếng thịt chó hấp. Đấy. Và gắp một miếng bún ăn như này thì tuyệt vời luôn các bạn này. Nào mời các bạn nha, miếng hàm miếng bún nào. Thôi các bạn nhá, thì video của mình xin tạm dừng ở đây. Hôm nay mình có cuối tháng mình có đi mua một ít thịt chó về nhà ăn, cũng như là chia sẻ với các bạn về món thịt chó cuối tháng. Mình đánh giá thịt chó rất là ngon. Nếu mà bạn nào chưa từng ăn thì các bạn có thể thưởng thức một lần. Mình thì thường chỉ cuối tháng mình ăn thôi, còn lại thì trong tháng thì mình sẽ không ăn. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Thôi video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Nếu các bạn nào thích món thịt chó của chị thì các bạn có thể ghé vào hàng trên này để thưởng thức một lần nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.